phải ghi mày có bầu vào đấy. Đúng. Có chửa. Em làm gì có gì. Thằng An nó khoe tao rồi. Nó anh nó quỳ. Thằng An nó bẩn vãi luôn đấy. Nó bảo là anh ạ, hôm qua vợ em nó gọi em dậy, em bảo là thôi xong rồi nhá, về đích hoàn thành nghĩa vụ, thế là xong, thế rồi em rồi thoải mái rồi. Nó còn rủ tao đi chơi cơ. Ai thật. Hoàn thành xong cái cười tươi, mày thấy cái nụ cười của nó chưa? Thỏa mãn chưa? Giống cái nụ cười mua mờ tên không bao. Dark and cold hearted, I'm breathless to say the least. So far from a superstar and my daydreams are killing me. Feel like I'm losing my mind. I'm never feeling okay. Good days are so hard to find. Just help me numb all the pain. I'm only one step from dying. My angels keep it at bay. Can't blame the people for trying. Chào mừng anh em quay trở lại với con mèo Moto Vlog. Đây. Từng này xe và một xe 400 chỗ đang bắt đầu tập trung. Thuốc lào đủ mấy điếu rồi? Một điếu quá à? Mang thêm một điếu đi, không là không đủ đâu. Bên này mang thêm cái điếu đi em ơi. Đang chuẩn bị, công tác chuẩn bị 6 giờ sáng để chuẩn bị để đi xe. Anh em ra tập trung ra xe ở dựng gọn ở góc kia đi em ơi. Ok anh em, đây là chiếc xe mà mình sẽ đi. Còn đang mới đích, đi mình đây rồi. Mình xe bé xe chậm nên là mình sẽ đi đầu đoạn. Đổ xăng cây xăng cây xăng đi Vinh. Đi rồi. Hả? Thuốc lào, thịt nướng. Tính tiền đi chị ơi. Thụt, mày lừa tao. Bảo đi xem ô tô ngồi xe máy. Lừa không? Lừa anh không? Lừa anh. Ngồi sau R3 đít cống lắm. Chồng mông hết lên rồi. Lúc đó. Anh Đào ơi, thế thì ở lại đi nhá, xong rồi thanh toán 15.000 chiên thịt này, 15.000 chiên thịt này, cơm lam này, cả trứng này, nước miễn phí.
Hill Mountain View. Ok, bây giờ mình đang đi lên check-in. Resort này là riêng biệt luôn. Mình đã vào đây rồi. Đây là check-in. Wow, sảnh rộng nhá. Tối nhảy nhót vú hát nhá. Cỏ này anh vào trong cho mát. Đấy, đồ ăn chuẩn bị chắc chắn là của bên nhà mình rồi. Wow, lá mát không? Bể bơi thì phải trong rồi. Ơ em hay nhờ. Khu kia là khu nhà riêng biệt này, khu phòng ở trên này, menu đồ uống này, bia này. Phê vãi. Còn chưa cởi mũ bảo hiểm luôn. Thật sự chạy MX là một thứ gì đấy vãi gái anh em ạ. Nó rung, mình chạy quen xe to, chạy tour, chạy con xe nhỏ. Nhưng nó hào hứng quá anh em ạ. Bể bơi kiểu vô cực này. Đấy. Bát ngát núi đồi. Quả bể bơi vô cực kìa. Ra xem quả bể bơi. Wow, mát quá. Để check in nào, các em lùi ra cho anh check in cho. Bơi Văn Hải, Hải Lát. Hiện tại là bọn em đang lên đây để check người một tí nữa. Đoàn em lên đủ thì check luôn nhá. Ok. Vì là hiện tại là tất cả toàn dân chống dịch nên là khi mà anh em đi lên thì tất cả mọi người sẽ đều phải kê khai khai báo y tế nhá. Okay. Tất cả team nhà mình đang khai báo y tế. Đấy. Khai báo y tế. Mày có bầu, mày phải ghi mày có bầu vào đấy. Có chữa. Em làm gì có gì. Thằng An nó khoe tao rồi. Đó anh nó Quỳnh. Các bạn, thằng An nó bẩn vẽ luôn đấy. Nó bảo là anh ạ, hôm qua vợ em nó gọi em dậy, em bảo là xôi xong rồi nhá, về đích hoàn thành nghĩa vụ, thế là xong, thế rồi em giờ em thoải mái rồi. Nó còn rủ tao đi chơi cơ. Ai thật. Hoàn thành xong cái cười tươi, mày thấy cái nụ cười của nó chưa? Thỏa mãn chưa? Giống cái nụ cười mua mờ tên không bao. Bà chủ bữa tiệc đã đến. Mai Châu Mountain View kính chào bà chủ. Chào anh. Chào em. Đây có bể bơi, ra xem bể bơi không? Rồi ạ. Đây bể bơi đây. Đây là bố. Bố vào trong bố. Sao đấy bố? Không, sao? Bố đau à? Không, bố đau. Đây là mẹ. Đau. Chào chú chưa? Đây là team nhà mình đi ô tô riêng. Bọn mình yêu riêng. Hello. Đây bể bơi đây. Con đưa cái. Cởi áo ra đi con. Quần này hoặc quần bơi. Cởi chuồng đi, tí nữa lấy quần bơi sau. Cởi áo ra con. Em ngồi về trông bọn trời trâu à. Đi xuống đi con. Ơ không cần quần bơi cũng được. Ừ, đấy thì bơi đi xong rồi. Quần bơi thì đi vào mà lấy. Nhưng mà mẹ đang làm đấy. Không sẽ không bơi đâu, phải chờ đấy. Xuống đi, tuệ xuống đi, anh tí anh bơi kìa. Đi lên tự giải quyết công việc của mình đi. Tuệ xuống đi con. Bình Minh xuống đi. Lạnh đâu mà lạnh, con ướt rồi còn đâu. Thế cởi quần ra nhá. Thôi, con chỉ cần quần bơi thôi. Ừ,
Không thế thì thôi, thế thì con lên trên bảo mẹ đi. Còn anh bơi hết rồi. Hả? Và đây là phòng ở của mình. Đấy. Đây là phòng Bungalow 101. Hai giường đây này. Đấy. Và phòng này có điểm chê duy nhất của nó là gì, là không có ấy thôi. Không có bồn tắm rồi. Đấy. Ở đây là chỉ có tắm thường. Mình rất là quan tâm đến cái việc bồn tắm nha anh em nhé. Cái tắm thường ngồi đây tắm nghỉ ngơi, relax. Với những cái phòng nhỏ hơn thì sẽ có cả tắm bồn tắm. Nhưng mà ở đây có khác biệt là ở đây có cả trên tầng để làm view. Rất là ok. Nhà mình 4 người thì chia. Hôm nay các con ngủ trên hay ngủ dưới? Trên ạ. Ok. Con ngủ bên trên. Ok là thoải mái, tối nay tối vui chơi. Thích ngủ đầu ngủ. Đây, chúng ta đi tham quan. Đây là phòng 103 giường. Đấy. Tắm cho con. Có bơi thích không? Phải bơi bể bơi mới là thích. Trong này là có bể bơi. Đúng là thôi có bể bơi. Phòng của em này không có bể bồn tắm. Không bồn tắm. Và chúng ta cùng bây giờ là đi ăn. Tuyệt vời luôn. Đấy, mây này các bạn này. Just let me fall to my grave. Just let me fall to my grave. Ok anh em, và đây là đã ngồi ăn rồi. Em cười lên đi. Biết đâu mai sau thành idol lên thì sao? Chuẩn bị ăn quá. Ngồi đi con, ngồi ăn đi. Anh em ngồi vào, quay vào hết đi. Ngồi đi em, ngồi đi. Chị em phụ nữ có chưa? Hello anh em, bây giờ là 6 giờ tối rồi. Bia rượu sẵn sàng rồi. Bây giờ là tiệc gala dinner. Sau khi anh em bơi biết xong thì tất cả ra ăn tối, nhậu, đốt lửa trại. Giáo sư này, giáo sư có thấy hài lòng với buổi bơi ngày hôm nay không? Ôi, hôm nay quá tuyệt vời anh ạ. Kiếm được bao tiền? Được, em kiếm mãi chưa được triệu. Chưa được triệu rồi, tối cố nhá. Cố gắng đạt 1 triệu. Em có hài lòng không? Hôm nay em thua đúng không? Em ạ. Em thua. Wow. Wow. Chơi. Chị thua 450. Đúng rồi. Vãi. Tối. Nam béo được một củ à? Đúng rồi anh. Lại bảo Hòa đi. Hai mấy chục. Được không anh? Được. Sao chưa gì đã bỏ húc rồi? Người đang hiếu rồi. Ngủ rồi. Cổ thân. Đang ngủ kìa. Xin chụp với người nổi tiếng đúng không? Đây là Hổ Trường quay video nóng nha. Nó đang quay nãy bật cho rồi, đang đỏ đỏ lên rồi. Làm sao né ra ra rồi em nhá. Mọi người khép cái chân lại. 1 2 Quên ạ. Quên không bóng bóng đi mà đá. Mặc đồ đó, sao đó anh ơi.
Nhân tài mới đây, các nhân tài đang ăn đi. Ăn đi các cháu, ăn nhiều vào. Ăn no vào nhá. Ơi. Team này uống bia à? Có cả rượu nhá. Uống cả rượu nhá. Hôm nay phải vui hết chỗ rượu ấy. Anh em ngồi đi, uống bia và uống rượu nhá. Vâng, luôn anh. Ngồi đi anh. À đấy, chỉ tiêu trưa nay là anh Công anh vẫn chưa nằm được đâu. Đấy, vẫn còn tỉnh lắm, chơi bài được. Nên là... trưa nay này em nằm lắm rồi. Nào đây anh em bạn trò thanh niên trẻ khỏe, kê ghế vào ngồi đi. Đại. Anh em bảo anh đang lấy em đi ghế. Chị em phụ nữ ăn trước đi, ăn chủ động ăn đi. Cái ấy đâu nhở? Hải nó đi đâu? À, Hải nó ngồi đây. Cả cái hoa nữa. Lấy lương ạ. Rồi ai lại đây ngồi này. Rồi rồi ok. Nhìn lại cho em thôi được không? Ok. Bây giờ anh em bọn mình đã tập trung rồi, đầy đủ chuẩn bị về. Cơm ăn xong rồi. Đấy. Mưa thì anh em chạy ô tô sẽ nhàn hơn, các bạn chạy xe máy. Đôi khi chạy tour chạy mưa này cảm sự khó khăn. Mình hy vọng một tí nữa là trời sẽ khô. Đời trời rất đẹp luôn, các bạn nhìn thấy không? Mình quay mây trời kỳ đẹp, mưa. Anh em đằng kia vẫn đang bàn luận về game đổi thưởng. Hello các con. Buồn à em? Chơi game nhiều quá buồn đúng không? Trong cuộc chơi thì phải có người được người thua. Thắng thì luôn tươi còn thắng buồn, thua thì luôn buồn. Thế là thua cả hôm qua hôm nay là chắc phải đôi ba củ nhỉ? Đôi triệu anh ạ. Đôi triệu. Được hay thua? Dạ, 100 ở thế đâu ít. Thời tiết quá đẹp anh em ơi. Wow, mưa đã tạnh, nắng đỉnh nhá anh nhờ. Vâng. Đúng lúc chạy trời nắng luôn. Mày đến lúc này thì trời nắng là đẹp rồi. Đẹp luôn. Tối qua mà mưa thì toi. Vâng. Toi hết quả chạy.